Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam lần thứ hai giành giải thưởng điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Thái Bình, bệnh nhân số 1138 có kết quả âm tính lần 1. Ninh Bình đồng hành giúp nông dân phát triển kinh tế. Di rời thành công quả bom nặng 340kg ở Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ tổ chức giải thưởng World Travel Award, Việt Nam vừa được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2020. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục này, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Giải thưởng World Travel Awards được coi là giải Oscar của ngành du lịch. Việc 2 năm liên tiếp Việt Nam được vinh danh ở hạng mục điểm đến di sản hàng đầu thế giới đã khẳng định sức cuốn hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như tài nguyên văn hóa của nước ta đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là minh chứng cho những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đất nước. Đây là cơ hội vàng tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến quốc gia, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam, quảng bá rộng rãi những tiềm năng, thế mạnh, đặc sắc của du lịch Việt Nam ra thế giới. Sáng ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020, Văn phòng Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Sau 3 tháng triển khai, 10 dự án xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết trong hơn 250 hồ sơ được lựa chọn từ vòng sơ loại. Năm nay, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đón nhận nhiều dự án với mô hình kinh doanh thực tiễn, ứng dụng công nghệ để nhân rộng và thỏa mãn nhu cầu đa dạng biến đổi của khách hàng. Cuộc thi cũng là quyết tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước đến sân chơi khởi nghiệp và công nghệ quốc tế với sự hỗ trợ bởi các đơn vị nhiều tâm huyết và có uy tín trong lĩnh vực đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là dịp để quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năng động, sẵn sàng chào đón sự hợp tác cùng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ các đối tác trên toàn cầu. Kết quả chung cuộc, quán quân cuộc thi thuộc về đội GoStream Technology với giải thưởng 200 triệu đồng và trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi khởi nghiệp Startup World Cup 2021. Xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng qua của Việt Nam đạt mức xuất siêu trên 20 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức xuất siêu kỷ lục trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê vừa công bố. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước tính đạt 489,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 254,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3%, nhập khẩu đạt 234,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5%. Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất, tiếp đến là điện tử, máy tính và linh kiện. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN và Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 73,9 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ. Báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính trong tháng 11 năm 2020 có khoảng 13.080 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước đạt giá trị kim ngạch 285 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 11 năm nay tăng trưởng 11,6% về lượng và tăng 8,1% về giá trị. Tuy nhiên, so với tháng liền kế trước đó, mặt hàng này đã bị sụt giảm đáng kể. Sự sụt giảm và bất ổn định của xe nhập khẩu chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân là những ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Mặc dù Việt Nam đang khống chế dịch rất tốt, song ở nhiều nước trên thế giới, đại dịch vẫn đang hoành hành rất nặng nề. Bên cạnh đó, bản thân thị trường ô tô trong nước cũng đang tạo ra những áp lực lên nhóm xe nhập khẩu. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ vốn, vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ đó, đến nay đã xây dựng được hơn 300 mô hình giảm nghèo bền vững, trực tiếp giúp đỡ trên 5.000 hộ nông dân thoát nghèo, giúp hơn 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Từ kinh nghiệm chăm sóc đàn thỏ quy mô nhỏ của gia đình,
Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, anh Nguyễn Văn Ngọc đã nỗ lực tìm kiếm đầu mối tiêu thụ và mạnh dạn phát triển đàn thỏ theo quy mô hàng hóa. Nhờ mở rộng chăn nuôi, kinh tế gia đình anh ngày càng ổn định. Sau khi mà được vay nguồn vốn thì tôi về bắt đầu triển khai về mua con giống và thức ăn chăn nuôi. Thì sau thời gian 3 năm thì đến bây giờ trang trại thỏ của tôi thì đã phát triển tương đối ổn định và cũng có thể là nhân rộng thêm mô hình lên để cho một số anh em có thể là phát triển kinh tế ở địa phương. Để thúc đẩy quá trình thoát nghèo, các cấp hội nông dân huyện Nho Quan đã xây dựng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu bền vững. Hội nông dân huyện đã phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ hội viên hội nông dân tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ. Đến nay, tổng dư nợ của hai ngân hàng chính sách xã hội và Agribank dành cho hội đã đạt gần 500 tỷ đồng, với trên 3.000 hộ được vay. Trước tiên là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình phát triển kinh tế mà nó đã có hiệu quả từ trước đến nay. Có cái triển khai và hỗ trợ để nhân diện tất cả các cái mô hình nào mà có hiệu quả ở đặc thù từng vùng, từng khu vực. Đấy mà đến nay đã có cái thu nhập và có cái sức lan tỏa và được bà con nhân dân đón nhận và thấy là làm cho nâng cao cái đời sống của nhân dân lên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất và tiêu thụ đang gặp khó khăn, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã kiến nghị gia hạn nguồn vốn vay, đồng thời thực hiện giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tại 7 huyện, thành phố cho các hội viên có nhu cầu tiếp tục tăng vốn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với các ngân hàng thương mại để làm sao mọi người dân, nhất là nông dân, có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, hỗ trợ bà con về cái bao tiêu sản phẩm, giới thiệu cho bà con những cái mẫu mã sản phẩm để nâng cao cái giá trị của nông sản của nông dân Ninh Bình. Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cũng chú trọng việc hỗ trợ vốn quỹ để triển khai các dự án mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, liên kết sản xuất tiêu thụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, các hộ có kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Dù đã hoàn thành việc thu hồi đất và chi trả đền bù, nhưng đến nay dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu làng nghề thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa đi vào hoạt động, đã gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân nơi đây. Tắc đường, bụi bặm, tiếng ồn, tất cả đã trở nên quen thuộc với người dân tại làng nghề Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Từ năm 2005, làng nghề chế biến lương thực thực phẩm và kinh doanh tổng hợp thôn Trai Trang được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề truyền thống. Có tới quá nửa số hộ tham gia chế biến lương thực thực phẩm vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư. Cuộc sống của người dân nơi đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà em là không dám mở cửa, phải đóng cửa suốt. Tắc đường nếu như nào đắt hàng là cũng xảy ra thường xuyên. Khoảng độ một vài tiếng, xong là khi người ta bốc xong cái xe đấy, người ta di chuyển đi thì lại hết tắc. Thì dân ở đây đều tự bố trí bảo nhau, chứ còn nếu mà không nói được nhau là cãi nhau luôn á. Có rồi, cũng có một số trường hợp là cãi nhau rồi. Khâu sản xuất thì vẫn cứ sản xuất ở các cái trong cái khu dân cư. Do vậy là rất ảnh hưởng đến, thứ nhất là ảnh hưởng về tiếng ồn cho bà con nhân dân sống xung quanh. Cái thứ hai là cái khâu vệ sinh môi trường thì cũng vẫn chưa không được đảm bảo, dẫn đến là cái công tác vệ sinh môi trường ở trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, ngay cả các hộ sản xuất kinh doanh cũng thấy bất cập khi phải sản xuất trong khu dân cư. Hiện tại kho tàng đang chật mà chỗ chứa thì không có. Mỗi tháng là chúng tôi tốn tiền thuê kho là 5 triệu một cái kho, mà tôi thuê 5 cái, hiện thời là 25 triệu một tháng. Ngày nào cũng chật, ngày về ba bốn công mà không có chỗ chứa. Từ năm 2017, công tác thu hồi và đền bù gần 13.000 mét vuông đất phục vụ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu làng nghề đã được chính quyền địa phương và nhà đầu tư phối hợp thực hiện. Tuy nhiên đến hiện tại, doanh nghiệp vẫn chưa được bàn giao đất, dự án làng nghề Yên Mỹ vẫn chưa được triển khai, người dân thôn Trai Trang vẫn trong tình cảnh vừa làm vừa đợi.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp cuối tuần, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tới vui chơi. Nếu chủ quan lơ là trong công tác phòng chống COVID-19 tại khu vực này thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, lực lượng chức năng đã siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch tại đây. Không đeo khẩu trang sẽ không được vào phố đi bộ. Nếu cố tình vi phạm sau nhiều lần nhắc nhở, người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng. Người phụ nữ này không có khẩu trang và kiên quyết được mời ra khỏi khu vực phố đi bộ. Tại tất cả các chốt đi vào phố đi bộ Hồ Gươm đều có lực lượng chức năng ứng trực đứng nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang. Phần lớn sau khi được nhắc nhở, mọi người đều mang theo khẩu trang và lấy ra đeo đúng quy định. Mọi trường hợp cũng có đều phải ngậm ngùi ra về. Về lực lượng chức năng ở quanh cái khu vực này thì triển khai rất là tốt, nhưng mà một số người dân ít thôi, cái ý thức ta chưa tốt, khi đi qua cái lực lượng chức năng người ta lại không đeo khẩu trang, cái ý thức đấy là cái ý thức mà tôi đánh giá là nó không tốt, nó không bảo vệ được chính họ và bảo vệ cho được cho cộng đồng. Nếu như mà cái việc không đeo khẩu trang đấy nó lặp đi lặp lại thì cũng có thể phạt, và tôi cho rằng cái mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng thì nó mặc dù cái số tiền nó là lớn nhưng mà tôi nghĩ là cần thiết, bởi vì là nó đủ tính răn đe để giúp cho mọi người nhận thức được cái tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tại địa bàn quận Hoàn Kiếm đã xử lý phạt hành chính khoảng 600 trường hợp không đeo khẩu trang, nộp ngân sách trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức phạt tăng nặng từ 1 đến 3 triệu đồng, quận đang tập trung phương thức tuyên truyền, nhắc nhở là chủ yếu. Thế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì có 18 phường, thì 12 phường còn lại không liên quan đến bờ hồ thì cũng thành lập các cái tổ tuần tra để đi nhắc nhở, và những trường hợp cố tình vi phạm thì phải xử phạt. Thường xuyên có những sự kiện đông người diễn ra, quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch cho người tham gia sự kiện. Chẳng hạn tại giải chạy VN Express Marathon Hà Nội Midnight vừa diễn ra tối qua. Có chuẩn bị nước sát khuẩn này, dung dịch rửa tay cho mọi người này. Thứ hai là trước khi mọi người đi vào khu vực tổ chức chương trình thì tất cả mọi người đều phải được đo thân nhiệt trước khi tham gia. Và thứ ba đó chính là mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang. Và cuối cùng đó chính là mọi người phải giãn cách, cái khoảng cách tối thiểu ít nhất là 2 mét. Cứ có một ca nào mà xuất hiện ở phố đi bộ hay có một ca nào xuất hiện trung tâm thương mại ở siêu thị, nếu chúng ta không thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, chúng ta không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch thì chắc chắn là sẽ có lây lan trong cộng đồng. Mà lây lan trong cộng đồng thì như công chí đã biết là chúng ta phá vỡ hết những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua. Tuy Hà Nội có hơn 100 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, nhưng nguy cơ tiềm ẩn về dịch vẫn còn rất phức tạp. Nhất là trong thời tiết mùa đông, các chuyên gia dự báo dịch bệnh sẽ rất khốc liệt. Vì thế, càng thực hiện nghiêm túc, càng kiểm soát chặt các biện pháp phòng dịch nơi công cộng càng cần thiết. Sau khi có kết quả dương tính trở lại vào ngày 26 tháng 11, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân số 1138 vào ngày 29 tháng 11 đã cho kết quả âm tính lần 1. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị, cách ly tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân số 1138 tái dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã khẩn trương đưa bệnh nhân đến điều trị, cách ly tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, đồng thời thực hiện truy vết những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Trong đó, cơ quan chức năng đã xác định có 4 trường hợp F1, 8 trường hợp F2. Hiện sức khỏe những người này đều bình thường và tiếp tục được theo dõi cách ly. Hiện sức khỏe của bệnh nhân số 1138 ổn định, không có biểu hiện ho, sốt. Theo Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, bao gồm pháo hoa và pháo nổ. Pháo hoa là sản phẩm khi chịu tác động sẽ gây ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây tiếng nổ. Pháo hoa gây tiếng nổ được xác định là pháo hoa nổ tầm thấp, tầm bắn dưới 120m hoặc pháo hoa nổ tầm cao trên 120m. Nghị định số 137 cho phép người dân được bắn pháo hoa nhưng chỉ được mua tại các tổ chức doanh nghiệp được cấp phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Các tổ chức doanh nghiệp này thuộc Bộ Quốc phòng và khi kinh doanh vận chuyển pháo hoa phải lập hồ sơ gửi tới Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Cơ quan tổ chức cá nhân đủ năng lực dân sự được bắn pháo hoa trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Ngày 28 tháng 11, trong lúc đào móng thi công trụ sở công ty truyền tải điện 1, phường Trúc Bạch, thành phố Hà Nội, các công nhân phát hiện một quả bom lớn dưới lòng đất có trọng lượng gần 340 kg. Sau gần một ngày nghiên cứu, lên kế hoạch, lực lượng công binh đã tháo dỡ và di rời thành công quả bom này đến nơi an toàn. Ngay từ tối ngày 29 tháng 11, các hộ dân xung quanh khu vực phát hiện quả bom nhận được thông báo phải di tản đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Mặc dù gấp gáp, nhưng đa số người dân đều nghiêm túc chấp hành và tin tưởng vào sự làm việc của các lực lượng chức năng. Có vợ chồng chú với em mới lại hai vợ chồng con này cháu này xuống dưới nhà ngoại đó. Nên mình bây giờ mình ra ngoài này mình thuê nhà nghỉ tạm thời lánh đêm nay. Cũng chấp hành đi luôn. Bây giờ cái tính mạng con người là quan trọng. Bây giờ ở trên thông báo cái là các cô đi luôn, chấp hành luôn. Sau khi đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực nguy hiểm, đến khoảng 23 giờ, các lực lượng công binh đã di chuyển vào khu vực phát hiện quả bom. Sau khoảng 30 phút, quả bom có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg này đã được vận chuyển thành công lên xe và chở đến nơi xử lý an toàn. Di rời được thì nhân dân sướng lắm. Bởi vì sao? Là ở đây ngày cách đây mấy tháng là đã có những cái Covid mà người dân đã rất là sợ rồi, hoang mang rồi. Và hôm nay lại nhận được cái tin cái quả bom thì ai cũng hoang mang. Mà khi mà cơ quan chức năng đã làm hoàn thành nhiệm vụ thì là coi như người dân cứ như là vỡ òa. Sau khi quả bom được tháo gỡ và vận chuyển thành công, hệ thống rào chắn an ninh phong tỏa tại ngã tư Cửa Bắc Nguyễn Trường Tộ, Phạm Hồng Thái Cửa Bắc, Phạm Bức Chính Cửa Bắc đã được gỡ bỏ để người dân và phương tiện được lưu thông bình thường. Người dân cũng đã được cho phép trở về nhà của mình. Thưa quý vị và các bạn, một vụ thang máy rơi tự do mới diễn ra chiều ngày 29 tháng 11 tại tòa chung cư B10A Nam Trung Yên, Hà Nội đã khiến hàng chục người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ em. Người dân tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ trước vụ việc một trong bốn thang máy của tòa nhà rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 khi xảy ra vụ việc. Trong thang máy có khoảng 10 người, cao tuổi nhất là một cụ bà 87 tuổi và bé nhất là một bé gái mới 4 tuổi. Và đây là khung cảnh hỗn loạn khi thang máy rơi xuống tầng 1. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, cả chục nạn nhân trong thang máy đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198. Bé gái 4 tuổi này đang được chờ để kiểm tra sức khỏe. Đau chân với cả đập vào đầu ấy. Còn vâng trong tiền nặng đó. Nó cũng là nghiêm trọng đấy, chứ không phải đùa đấy. May là không có chết người, nhưng mà là rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Thì nó tính tính mạng gần 10 người cơ mà. Đúng không? Nếu mà có người chết thì sao? Được biết trong số 10 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện 198, có nạn nhân bị gãy chân, có nạn nhân bị chấn thương cột sống. Tất cả đều đang trong tinh thần hoảng loạn. Còn những người may mắn không đi chuyến thang máy này thì đầy lo lắng và bức xúc. Họ cho biết không phải lần đầu thang máy của tòa nhà gặp trục trặc. Đang đi thì mất điện, đúng ra mà mất điện thì thang phải về tầng gần nhất và mở cửa cho mọi người ra. Nhưng mà đây thang không về tầng gần nhất mà lơ lửng ở trên, nên mà mọi người ở trong rất là hoảng loạn. Tôi đã bị chết hụt ở trong cầu thang máy rồi, lên xong rồi bắt đầu là lên đến tầng 10. Thì nó bắt đầu bảo nó rơi tôi xuống coi như thế là hai tầng, xong rồi bắt đầu mà loại phanh được, xong rồi nó không mở cửa. Tòa nhà B10A Nam Trung Yên hiện có khoảng hơn 200 hộ dân sinh sống. Ngoài thang máy, các dịch vụ thiết yếu khác như điện, nước cũng bị người dân phàn nàn về sự xuống cấp nghiêm trọng. Khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 11 tại km 82 500 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra sau khi một ô tô khách 16 chỗ ngồi đâm vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 10 hành khách bị thương phải nhập viện, trong đó 2 người bị thương nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành